Xin chào các bạn khán giả của kênh Bí quyết thành công. Các bạn thân mến, triết gia người Hy Lạp cổ Socrates tới khi lâm chung vẫn còn có một tiếc nuối. Ông luôn muốn tìm một đệ tử có thể kế thừa mình. Nhưng người trợ thủ đắc lực của ông dù đã tìm kiếm suốt nửa năm trời rồi nhưng vẫn không ưng ý một ai. Đối mặt với thầy mình, người trợ thủ khóc nức nở. Thưa thầy, con có lỗi với thầy, con khiến thầy thất vọng rồi. Người thất vọng là ta, người con nên xin lỗi chính là con. Socrates nói tới đây, thở dài nhắm mắt lại, trầm mặc một lúc lâu rồi mới tiếp. Vốn dĩ, người ưu tú nhất chính là con, chỉ là con không dám tin vào mình nên mới bỏ qua chính mình như vậy. Thực ra, mỗi người đều là người tài giỏi nhất, khác biệt là ở chỗ họ làm sao để ý thức được chính mình, làm sao để khám phá và trọng dụng chính mình. Lời còn chưa nói hết, nhà triết học vĩ đại đã nhắm mắt qua đời. Người trợ thủ đã rất hối hận, thậm chí tự trách suốt cuộc đời còn lại của mình. Vậy mới nói, rất nhiều khi không phải chúng ta thiếu đi đòn bẩy để thành công, mà là thiếu đi sự tự tin. Tự tin là nền tảng của thành công. Người thiếu tự tin rất khó có thể thành công. Vậy làm thế nào để có được sự tự tin? Sự tự tin mang đến cho chúng ta những gì? Các bạn hãy cùng Bí quyết thành công đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Jenny Mayanpa là một nhà trị liệu tâm lý và là người sáng lập của Forward in Hills, một phương pháp trị liệu ở thành phố New York. Cô thường xuyên giúp nữ giới tìm lại và làm chủ giá trị của bản thân mình. Jenny Mayanpa cho rằng, sự tự tin khó có thể phát triển nếu trong lòng bạn vẫn phải vật lộn với sự lo lắng. Trước đây, chính cô cũng từng gặp những khó khăn như vậy. Sau này, cô bắt đầu thực hành trị liệu tâm lý để giúp những khách hàng gặp khó khăn tương tự đối phó và xây dựng lòng tự tin. May mắn thay, có một số điều nhỏ bạn có thể làm để cảm nhận và có cái nhìn rõ ràng hơn về giá trị của bản thân. Dưới đây là 3 bài tập mà chính vị chuyên gia tâm lý cũng sử dụng hàng ngày để tự tin hơn rất nhiều. Bài tập đầu tiên đó là bạn hãy chia các mục tiêu lớn thành những miếng bánh vừa ăn. Theo Jenny, cách làm này cung cấp cho bạn một kế hoạch dễ dàng hơn để từng bước đến gần mục tiêu cuối cùng. Và mỗi khi bạn hoàn thành một mục tiêu nhỏ, bạn sẽ có thêm động lực để tiếp tục tiến về phía trước. Lấy ví dụ, vị chuyên gia tâm lý chia sẻ rằng, gần đây cô lập kế hoạch thực hiện một thử thách tập thể dục và rèn luyện sức khỏe kéo dài 60 ngày. Ban đầu, mọi chuyện thật khó khăn vì cô ấy đã quá tập trung vào việc tập thể dục trong 60 ngày liên tục. Do đó, cứ mỗi khi hoàn thành một buổi tập, thay vì phấn khích thì cô ấy lại nảy sinh lòng sợ hãi buổi tập tiếp theo. Cuối cùng, cô ấy mất tự tin vào tinh thần kỷ luật và khả năng thể chất của mình. Sau khi cân nhắc lại toàn bộ kế hoạch, cô ấy đã quyết định thay đổi tư duy. Về bản chất, cô vẫn giữ nguyên mục tiêu cuối cùng, nhưng đồng thời thực hiện chia nhỏ mục tiêu cho mỗi ngày và tập trung vào điều đó. Như vậy, cứ mỗi một lần hoàn thành một mục tiêu nhỏ, cô lại tự thưởng cho mình và trân trọng điều đó. Những lần tự thưởng nhanh chóng đem tới động lực mới. Mình đã hoàn thành được những mục tiêu này trong mấy ngày vừa qua. Chẳng có lý do gì không thể tiếp tục trong ngày tiếp theo. Cứ tiếp tục không ngừng, cuối cùng cô đã đạt tới tổng thời gian 60 ngày một cách vui vẻ và kiên trì. Có thể thấy, tập trung vào từng bước riêng lẻ trên con đường đạt đến mục tiêu lớn đem lại cho chúng ta cảm giác tự hào và tự tin, giúp mọi người có thể hoàn thành toàn bộ thử thách một cách dễ dàng hơn. Thứ hai, đó là hãy nhìn vào bằng chứng khách quan. Jenny Mayanpa cho rằng, mỗi chúng ta đều có một phiên bản xấu tính trong đầu. Phiên bản ấy thường xuất hiện khi chúng ta tụt cảm xúc, rơi vào trạng thái không tốt. Ví dụ, khi sắp đến thời hạn của bản thân, giọng nói xấu tính trong đầu sẽ lên tiếng rằng, tại sao mình phải kiên trì làm tiếp công việc này, mình thậm chí còn chẳng hiểu mục đích của nó là gì. Đáng lẽ, mình cứ chọn việc nhẹ nhàng, dễ dàng như mọi người khác còn hơn. Đó là khi chúng ta nên dừng lại một chút để tự hỏi bản thân, đâu là bằng chứng cho thấy mình không thể đảm nhận công việc này. Công ty đã tuyển dụng mình dựa trên thành tích và kinh nghiệm mình đạt được. Do đó, cả công ty và bản thân mình đều biết chính xác rằng
năng lực của mình hoàn toàn đáp ứng nhu cầu công việc. Khi đã xem xét tất cả các bằng chứng khách quan về giá trị của mình, chúng ta sẽ bình tĩnh lại, có thể suy nghĩ và hành động một cách tự tin hơn. Hãy tự nhủ rằng, tôi biết rõ về chủ đề này. Tôi gặp khó khăn khi bắt đầu, nhưng điều đó chỉ nói lên rằng tôi chưa quen với công việc, chứ không có nghĩa là tôi không thể làm được. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách viết một số ý tưởng ra giấy, rồi lần lượt thực hiện nó. Và thứ ba, hãy hỏi bạn bè và gia đình xem họ nghĩ gì về bạn. Điều này nghe có vẻ đáng sợ, nhưng những người chọn ở bên bạn luôn yêu thương và quan tâm đến bạn. Thông thường, họ nhìn thấy những điểm mạnh mà chính bạn không thể nhận ra, và họ thậm chí còn bao dung với cả những khuyết điểm trong con người của bạn. Chuyên gia Jenny Manpa kể rằng, có lần cô đã vô cùng phân vân trước một lời mời làm việc. Đó là một lĩnh vực mới mà cô không chắc liệu mình có giỏi ở vị trí này hay không. Vì vậy, cô đã hỏi một vài người bạn đáng tin cậy rằng họ nghĩ thế mạnh của cô ấy là gì. Câu trả lời của họ vừa đáng ngạc nhiên vừa xác thực. Điều này giúp Jenny thẳng thắn đối diện với bản thân một cách toàn diện hơn. Cô không chỉ có thêm động lực để tiếp nhận công việc mới, mà còn có thể âm thầm cân bằng những ưu khuyết của chính mình. Nghe lời nhận xét từ những người khác nhau, từng tiếp xúc với tôi trong các môi trường khác nhau sẽ đem tới những cái nhìn rất khác nhau. Điều đó đã giúp tôi tập trung vào điểm mạnh của mình và cân nhắc được liệu vị trí có phù hợp hay không. Cuối cùng, tôi đã bỏ ngoài tai lời nói của phiên bản xấu tính trong lòng để tự tin khẳng định mình xứng đáng với cơ hội này. Manpa chia sẻ. Các bạn thân mến, tự tin là yếu tố nền tảng thành công trong cả sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Tự tin mang lại cho bạn nhiều điểm cộng, sức hấp dẫn và gây ấn tượng sâu sắc trong mắt nhà tuyển dụng, đồng nghiệp, cấp trên. Tuy nhiên, sự tự tin của mỗi người là do chính bản thân xây dựng nên và phải mất một quá trình dài để hình thành. Những người thành công, nhà tuyển dụng thì luôn đánh giá cao những người luôn mang phong thái tự tin bên mình vì họ được đánh giá là những người nói được, làm được. Dưới đây là 3 tips để luyện tập sự tự tin. Thứ nhất, tập trung vào chính mình. Tập trung vào bản thân và tránh đặt mình lên bàn cân với người khác. Mặc dù so sánh bản thân với người khác có thể thúc đẩy bạn hướng tới những mục tiêu trong tương lai, tuy nhiên, nó có thể trở thành con dao hai lưỡi khi bạn bị phân tâm khỏi những gì thực sự quan trọng với bạn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người so sánh mình với người khác trải qua sự ghen tị, và càng trải qua nhiều sự đố kỵ, họ càng cảm thấy tồi tệ hơn về bản thân. Hãy nhắc nhở bản thân rằng mọi người đều đang chạy cuộc đua của riêng họ và cuộc sống không phải là một cuộc cạnh tranh. Hãy nhìn vào những gì bạn đang có và lắng nghe mong ước của bản thân. Sharkling luôn làm một điều vào mỗi buổi sáng thức dậy là nói lời cảm ơn vào 3 thứ: sức khỏe, gia đình và những đồng đội của mình. Thứ hai, đặt từ chối ở một góc nhìn mới. Tất cả chúng ta đều từng bị từ chối trong cuộc đời, nhưng bạn hãy thử đặt tình huống này dưới một góc nhìn khác. Hãy nghiêm túc xem xét làm thế nào để chuyển đổi nó từ một trải nghiệm tiêu cực thành một sự thay đổi tích cực cho chính chúng ta. Ví dụ, đa số chúng ta đều từng trải nghiệm bị từ chối khi phỏng vấn xin việc. Đừng quá thất vọng, hãy xem đây như một cơ hội học tập và chủ động tiếp cận nhà tuyển dụng để nhận được lời nhận xét từ họ. Đây là cách giúp bạn hiểu rõ hơn về cách bạn có thể cải thiện kỹ năng phỏng vấn của mình. Điều này giúp tiếp thêm tự tin khi bạn tiếp cận các cuộc phỏng vấn trong tương lai. Thứ ba, hãy luôn đặt những người có năng lượng tích cực ở bên mình. Bạn chính là trung bình cộng của 5 người bạn dành nhiều thời gian cùng nhất. Những người bạn dành thời gian có ảnh hưởng suy nghĩ và thái độ của bạn về bản thân nhiều hơn bạn nghĩ. Thật tuyệt khi có ai đó trong cuộc sống luôn động viên và nhắc nhở bạn về giá trị của mình. Những người bạn như vậy chính là một nguồn động lực cho chúng ta tự tin hơn mỗi ngày. Hãy hạn chế tiếp xúc với sự tiêu cực vì những đám mây đen có thể mang đến cơn mưa xám xịt cho một ngày của bạn đấy. Hãy nhớ rằng, tự tin là một loại lựa chọn. Đáng tiếc một điều là tự tin nhiều khi không phải muốn có là có được. Ngược lại, sâu thẳm bên trong mỗi người đều có một cảm giác tự tin nhất định, dù họ có là người thành công nhất trên thế giới đi chăng nữa.
Nhưng bất cứ khi nào, chúng ta cũng có thể lựa chọn tin tưởng vào chính mình một cách có ý thức, thay vì hoài nghi bản thân. Hãy nghĩ mà xem, nếu bạn xây dựng lòng tự tin thông qua những thành tựu của mình, vậy bạn có thể rất dễ dàng phủ nhận giá trị của bản thân chỉ vì những được mất nhất thời hoặc đánh giá của người khác. Trong khi tiểu sử của tất cả những người thành công đều chứng minh một sự thật giống nhau rằng tự tin là một loại thái độ, càng là một sự lựa chọn. Trời sinh ra đã tài giỏi, xinh xắn hơn người, tất nhiên phải tự tin, nhưng quan trọng hơn đó là dù sinh ra không được ưu tú như vậy thì cũng vẫn phải tự tin. Tự tin thực sự là tiếp nhận bản thân vô điều kiện, vừa khẳng định ưu điểm của mình, cũng vừa có thể thản nhiên tiếp nhận khuyết điểm của bản thân, đồng thời tin rằng chỉ cần nỗ lực, bạn có thể rút ngắn khoảng cách giữa thực tế và lý tưởng một cách hiệu quả. Giống như nhà tâm lý học Alfred W. Adler từng nói, tự ti có thể hủy hoại bạn, cũng có thể thành toàn cho bạn. Vượt qua sự tự ti, bạn sẽ trở thành một người có nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Núi có cao tới đâu cũng không quá được bàn chân. Biển có rộng tới đâu cũng không rộng hơn được tàu thuyền. Đường có dài tới đâu cũng đều có đích đến. Mây có dày tới đâu cũng không che được nụ cười của thái dương. Con người chỉ cần có tự tin và sự kiên trì là sẽ có thể dũng cảm vượt qua được mọi cửa ải khó khăn, bước lên được tới đỉnh của tháp vinh quang, rồi lấy cho mình chiếc vương miện thuộc về chính mình. Trải qua càng nhiều, càng hiểu rõ được rằng nhiều khi thiếu đi tự tin không phải vì gặp phải khó khăn, mà chính là vì thiếu đi tự tin nên mới gặp nhiều khó khăn. Cũng giống như Thomas Woodrow Wilson từng nói, cần phải có sự tự tin, sau đó nỗ lực hết mình. Nếu có cho mình niềm tin này, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể thành công được tới 8-9 phần. Mong bạn luôn là một người tự tin, luôn không ngừng tiến về phía trước. Thời lượng video đến đây là kết thúc rồi. Bí quyết thành công rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Đội ngũ biên tập rất mong sẽ nhận được thêm nhiều chia sẻ hơn nữa của các bạn bằng cách để lại bình luận bên dưới video này của chúng tôi. Đừng quên đôi chút thời gian để nhấn đăng ký kênh cũng như like video này của Bí quyết thành công nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Bí quyết thành công.